Lào, đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đến với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên của đội tuyển Lào có lẽ cũng không dám đặt nhiều kỳ vọng vào trận đấu này. Chính vì thế mà các khán giả Lào đến sân không quá đông. Và đó là Tiến Linh. Tiến Linh ngay trong pha dứt điểm đầu tiên của mình đã mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam. Niềm tin của huấn luyện Park Hang-seo vào Tiến Linh. Một trong trận đấu gặp đội tuyển Lào thì Tiến Linh đã có được bàn thắng thứ 13 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong lần thứ 32 anh được mặc áo đội tuyển. Cú đánh đầu đập đất rất hiểm. Tại ba cúp năm nay thì Tiến Linh và Tuấn Hải là hai trung phong của đội tuyển Việt Nam. Được chuyền của Duy Mạnh rất hợp lý, tấn tài. Quả người rất kéo. Nguy hiểm. Một chạm trật cuối cùng là Đỗ Hồng Dũng. Trước đó là một tình huống dứt điểm chứ không phải là pha kiến tạo của Tiến Linh. Chúng ta hãy cùng xem lại. Đội tuyển Lào đang chơi co cụm phòng ngự số đông với ý đồ rất rõ ràng đó là hạn chế bàn thua. Phan Văn Đức đã không thể thực hiện tình huống đánh đầu với sự áp sát cực nhanh của tiền đạo Luan Thala. Hiệp 1. Sousa. Một quyết định khá bất ngờ. Và đó là tình huống mà Đặng Văn Lâm có cơ hội đầu tiên để được bắt bóng. Và dứt điểm khá bất ngờ của Vong Chen Khap. Tiến Linh rất thoáng, bắn quyết. Đấy! Hai cơ hội. Không thể bỏ lỡ cơ hội trong huống như thế này dành cho Đỗ Hồng Dung. Các hậu vệ của đội tuyển Lào đã bị hút theo bắn quyết và cơ hội đã được mở ra với một pha đặt lòng cực kỳ nhẹ nhưng đủ hiểm để giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được bàn thắng thứ hai. Hậu vệ của đội tuyển Lào đã phá bóng không dứt khoát và vô tình đã trở thành một pha kiến tạo để cho Đỗ Hồng Dũng lập công. Một pha sửa lòng rất đẹp mắt với phong cách quen thuộc của Đỗ Hồng Dũng. Chúng ta vẫn nhớ bàn thắng trong trận chung kết của SEA Games 30. Đỗ Hồng Dũng đã có một bàn thắng cũng khá tương tự với bàn thắng vừa rồi. Để phối hợp trong những tình huống đáy biên của đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết sút xa. Cú sút nhắm vào góc cao khung thành của thủ môn đối phương nhưng đã đi hơi cao một chút. Sự nối tiếc của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi Văn Quyết đã quyết định thực hiện một cú sút ngoài vòng cấm. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ có khả năng sút xa tốt như Văn Quyết, Hoàng Đức hay Văn Hợi. Phạm Văn Đức. Nguy hiểm. Hồ Tấn Tài. Bàn thắng thứ 3 đã tới cho đội tuyển Việt Nam và như chúng tôi đã đề cập, Hồ Tấn Tài là một trong những hậu vệ ở thời điểm hiện tại đang có được phong độ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Một cầu thủ công thủ toàn diện và anh lại tiếp tục chứng tỏ cái duyên trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Từ những tình huống tạt cánh và Tấn Tài, một hậu vệ biên nhưng có một tình huống lên tham gia tấn công, xâm nhập vòng cấm. Và người đánh đầu chuyền bóng cho Tấn Tài là Thành Trung, một trung vệ. Một pha phối hợp của hai cầu thủ phòng ngự nhưng lại rất hay lên tham gia tấn công của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là một phong cách tấn công rất hay của đội tuyển Việt Nam. Một bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Đức là một trong những cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt nhưng chúng ta chưa thấy số 14 của đội tuyển Việt Nam sử dụng thứ vũ khí này. Quá người. Quá đẹp mắt. Một tình huống vẩy má ngoài chân trái đã thành thương hiệu của Đoàn Văn Hồng. 4-0. Chỉ có được hai bàn thắng nhưng hiệp 2 khi mới bước sang phút thứ 13 thì chúng ta đã có được liên tiếp hai bàn thắng vào lưới của đội tuyển Lào và đáng chú ý đều là những tình huống của các hậu vệ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 là của Hồ Tấn Tài, một cầu thủ thường được biết tới với vị trí hậu vệ cánh phải. Và đây là pha qua người và vỉa má ngoài cực kỳ đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu. 4-0 dành cho đội tuyển Việt Nam và hy vọng
là con số không dừng lại ở đây. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Văn Toàn, Tuấn Anh, cơ hội, lại là Văn Toàn, rất nắn nót, cơ hội, không vào. Cú dứt điểm cận thành là của Vũ Văn Thành. Chút nữa thôi chúng ta đã có được bàn thắng thứ 5. Cú đánh đầu phá bóng khá lạ của cầu thủ bên phía đội tuyển Lào. Chúng ta hãy cùng xem lại. Một tình huống đánh đầu lại thành pha kiến tạo dành cho Văn Thành. Những cú dứt điểm có lối đá rất đa dạng và linh hoạt của chúng ta. Quả tạt của Tấn Tài rất hay, không vào. Và đó lại là cơ hội của Văn Thành. Tấn Tài vừa rồi đã cho thấy nhãn quan chiến thuật của mình là như thế nào khi anh thực hiện một quả tạt rất chính xác, rất vừa tầm cho Văn Thành. Một khả năng quan sát và kiểm soát lực rất tốt của Hồ Tấn Tài. Chỉ tiếc là đến thời điểm này thì Vũ Văn Thành vẫn chưa có duyên ghi bàn. Văn Quyết, Khai, Văn Toàn, vào rồi. Và cuối cùng thì bàn thắng thứ 5 cũng đã đến với đội tuyển Việt Nam. Và đó là pha lập công của Văn Toàn. Hy vọng là sẽ tiếp tục được chứng kiến những bàn thắng sẽ tới với đội tuyển Việt Nam trong thời gian còn lại. Văn Quyết chuyền bóng cho pha Tuấn Hải. Tuấn Hải chuyển ngược trở lại cho Văn Toàn. Huấn luyện viên Michael Weiss trước trận đấu này đã nói rằng đội bóng của ông sẽ dành một sự khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Của đội tuyển Việt Nam. Pha Tuấn Hải. Văn Quyết. Rất nhiều người. Vẫn không vào. Đó lại là Vũ Văn Thành. Văn Quyết như thường lệ vẫn có khả năng quan sát và chuyền bóng rất tinh tế. Nhưng đây, đến thời điểm này khi trận đấu chưa kết thúc, thì chúng ta khẳng định là Văn Thành đang khá vô duyên trong những cơ hội ngon ăn mà các đồng đội đã tạo ra cho anh. Em cũng chỉ mong trận đấu kết thúc sớm mà thôi. Một pha chọc khe rất hay cho Văn Thành. Văn Thành liệu có bàn thắng không? Cuối cùng thì Văn Thành đã có bàn thắng. Bàn thắng mang về bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển Việt Nam. Và cuối cùng thì Văn Thành cũng đã thành công. Rất may là Văn Thành đã cởi bỏ được tâm lý của mình. Ba cầu thủ vào sân thay người cùng một lúc. Đó là Văn Toàn, Văn Thành và Tuấn Anh. Thì có hai cầu thủ đã ghi bàn. Sân nhà Mỹ Đình. Quý vị khán giả thân mến, trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam, trận đấu đầu tiên của hai đội tại bảng B của giải vô địch Đông Nam Á